giờ này ngay bạch mã sơn đang dỗ dàng hôn lễ, nàng đang gục đầu trong vòng tay của cùng quân, cho nhau nụ cười, cho nhau tình thân, buông mắt đắm chìm trong mộng mị thần tiên, còn ta. Lón cô nương, sao cô nương có mặt ở nơi này khi hôn lễ đang tưng bừng mà hồng? Để nói với anh một lời sao tôi, rằng tôi đã chết yêu hồ chủ anh ca. Đừng, cô nương đừng nói vậy mà đắc tội với chồng. Nhưng biết làm sao như đó là sợ thật. Không. Vài hôm nữa tiểu muội sẽ về một nơi xa.
Tôi biết cô nương sẽ lên kiểu cứ về Bạch Mã Sơn vui công vô phụ cùng Trác Hùng vững công tử. Dân mũi là mẹ ở quê